Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô lại trở lại với các em trong cái phần hướng dẫn chữa bài tập ở trang số 6 trong sách giáo khoa toán lớp 4. Hôm nay chúng ta sẽ chữa bài tập trong phần biểu thức có chứa một chữ. Vậy thì chúng ta sẽ phần này của chúng ta gồm có 3 bài, giống như các em thấy ở đây. Đấy, 3 bài ở trang số 6. Và chúng ta sẽ lần lượt đi tính bài số 1 đầu tiên. Bài số 1 là tính giá trị của biểu thức và người ta yêu cầu chúng ta là tính theo mẫu. Vậy chúng ta có 6 trừ đi B bằng bao nhiêu, với điều kiện là B ở đây là bằng 4. Vậy người ta có hướng dẫn rất chi tiết đấy các em nhé. Đó là nếu như B bằng 4 thì chỗ nào có B mình sẽ thay 4 vào đấy. Thì 6 trừ đi B sẽ bằng 6 trừ đi 4 và bằng 2. Thế thì phần B của chúng ta cũng làm hoàn toàn tương tự như vậy. Đó là chỉ có khác là bây giờ trong trường hợp này là C của chúng ta bằng 7. Vậy chúng ta cũng sẽ ghi như thế. Đó là nếu như C bằng 7 thì sao ạ? Nếu C bằng 7 thì chỗ nào có C chúng ta thay vào thì 115 trừ đi C sẽ bằng 115 trừ đi 7. Và 115 trừ đi 7 thì kết quả của chúng ta sẽ là bằng 108 các em nhé. Tương tự như vậy, đối với phần C. Phần C của chúng ta là biểu thức này thì có chứa chữ là chữ A. Và người ta cho A của chúng ta bằng 15. Vậy thì nếu A bằng 15 thì A cộng với 80 sẽ bằng, A thì bằng 15. Vậy biểu thức A cộng 80 thì mình thay A bằng 15 vào đây, bằng 15 cộng với 80. Và 15 cộng với 80 thì kết quả sẽ bằng 95 các em nhé. Vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập thứ nhất theo hướng dẫn, theo mẫu. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến bài tập số 2. Bài tập số 2 là viết vào ô trống và cũng viết vào ô trống theo mẫu. Thì bài tập này chúng ta cũng làm tương tự. Có nghĩa là chúng ta sẽ thay giá trị chữ vào. Đấy, ví dụ x ở đây nó có 3 giá trị. Giá trị thứ nhất là bằng 8, thứ hai là bằng 30 và thứ ba là bằng 100. Vậy thì 125 cộng với x, cái ô này của chúng ta thẳng 8 xuống và thẳng 125 cộng x sang, thì chúng ta sẽ thay cái giá trị chữ này. Đấy, thay giá trị của chữ x này trong trường hợp thẳng từ đây xuống là số 8. Vậy mình sẽ thay là 125 cộng x thì bằng 125 cộng với 8. Mà 125 cộng 8 thì bằng 133 các em nhé. Thế thì cái ô tiếp theo này của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Ô tiếp theo này của chúng ta nó chính là bằng 125 cộng với x, thì x em sẽ phải thay nó bằng 30. Vậy sẽ là 125 cộng 30 và kết quả của chúng ta sẽ là bằng 155. Tương tự như thế, đối với ô này. Ô này vẫn là 125 cộng x, nhưng x lúc đấy nó sẽ không phải là, đây là x này. Nó không phải là 8, không phải là 30 nữa mà nó sẽ là 100. Vậy ô này em sẽ phải thay nó là bằng 125 mà cộng với 100. 125 cộng 100 thì sẽ bằng 225. Đấy, chúng ta giải quyết xong phần A của bài 2 rồi. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ đến với phần B các em nhé. Đối phần B thì chữ của chúng ta là chữ Y. Chữ Y của chúng ta nó sẽ nhận 3 giá trị, đó là 200, hoặc 960, hoặc 1350. Vậy nếu như Y của chúng ta bằng 200 thì cái biểu thức có chứa chữ Y này sẽ bằng bao nhiêu? Thì hoàn toàn tương tự, chỗ này chúng ta sẽ thay y bằng 200 vào đây. Thì chúng ta sẽ được là 200 trừ đi 20. 200 trừ 20 thì là bằng 180. Chúng ta nhẩm cái là ra ngay. Tương tự như vậy, ở đây là 960 thì mình sẽ thay y bằng 960 và trừ đi 20. Đấy, y của chúng ta bằng 960. 960 trừ 20 thì nó sẽ bằng là 940. Tương tự như vậy, đến con cuối cùng, đó là mình sẽ thay là 1350 mà trừ đi bao nhiêu nhỉ? Trừ đi 20. Vậy 1350 mà trừ đi 20 thì nó sẽ bằng là 1330 các em nhé. Chúng ta đã rất là nhanh chóng giải quyết xong hai cái bài tập đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang cái bài tập số 3. Bài tập số 3 của chúng ta, tính giá trị của biểu thức này 250 cộng m với, thứ nhất là m bằng 10, thứ hai là m bằng 0,
Và thứ 3, m bằng 80 và cuối cùng là m của chúng ta bằng 30. Thì bài này nó cũng không khác gì bài bên trên cả. Bài số 1 này này. Đấy. Chỉ có điều là bài số 1 thì nó có một giá trị của b thôi, b bằng 4 thôi. Nhưng đối với bài số 3 này thì m này của chúng ta nó có đến tận 4 lần, do đó chúng ta sẽ phải thực hiện đến tận 4 phép tính các em nhé. Và cô sẽ cùng với các em để giải quyết cái phần này. Nào, phần A. Phần A đó là nếu như m bằng 10. Phép tính đầu tiên đó là nếu m bằng 10 thì đấy, m bằng 10 thì mình lại thêm 10 vào đây. Vậy chúng ta sẽ có là 250 cộng với m thì sẽ bằng là 250 cộng với 10 và bằng 260. Thứ hai đó là nếu như m bằng 0. Nếu m bằng 0 thì 250 cộng với m sẽ là bằng 250 cộng với 0 và vẫn là bằng 250. Nếu như m bằng 80 thì 250 cộng với m sẽ bằng 250 cộng với 80 và sẽ là bằng là 330. Phép tính cuối cùng trong phần A đó là nếu như m mà bằng 30 thì sao? À, thì mình thay 30 vào đây. 250 cộng với m sẽ bằng 250 cộng với 30. Bởi vì m bằng 30 mà nên chỗ nào có m các em sẽ thay 30 vào đấy nhé. Và sẽ bằng là 280. Đấy, chúng ta đã xong phần A của bài 3 rồi. Còn một phần cuối cùng đó là phần B. Hoàn toàn tương tự, chỉ có điều là thay vì phép tính của chúng ta là phép cộng thì bây giờ nó lại là phép trừ. À, nếu n của chúng ta bằng 10 thì mình sẽ có là 873 trừ đi n. 873 trừ đi n. Mình thay n bằng 10 vào đây sẽ bằng 873 trừ đi 10. Mà 873 trừ đi 10 thì nó sẽ thành là 863. Nếu như n bằng 0 thì sao? Thì 873 trừ đi n bằng 873 trừ đi 0 và vẫn là bằng 873. Nếu như n chúng ta bằng 70. N bằng 70 thì 873 trừ n bằng 873 trừ đi 70. 873 trừ 70 thì sẽ bằng là 803. Và phép tính cuối cùng đó là n của chúng ta bằng 300 thì sao? Nếu như n bằng 300. N bằng 300 thì 873 trừ n sẽ bằng 873 trừ đi 300. 873 trừ đi 300 thì sẽ bằng là 573 các em nhé. Vậy là cô đã hướng dẫn các em giải rất là chi tiết 3 bài tập ở trang số 6 trong cái phần bài tập của biểu thức có chứa một chữ số rồi. Phần bài tập này thì rất là đơn giản thôi và các em nên tự làm. Sau đó thì khi làm xong rồi thì các em có thể kiểm tra với cái phần bài chữa của cô xem là kết quả có đúng hay không các em nhé. Cảm ơn tất cả các em và các em nhớ ấn đăng ký kênh của cô để theo dõi được các video tiếp theo. Chúc các em học tập thật tốt nhé.